Thưa quý vị khán giả, tất cả các cầu thủ và các đội bóng. Như vậy là sau khi xem xét bằng chứng và quyết định loại hai đội bóng khỏi vòng chung kết toàn quốc, đó là các đội Vinh Đà Bắc và đội LNT ra khỏi giải đấu. Kết quả của các đội bóng gặp các đội bóng này sẽ được đánh giá. Xe đậu hướng nào anh? Đậu lại chỗ cũ nãy anh thả tụi em xuống. Yeah, sit on it.